Nữ ca sĩ gây tranh cãi vì liên tục muốn trút bỏ xiêm y trên sóng truyền hình. Khán giả bày tỏ sự thất vọng đối với nữ ca sĩ này, thậm chí cô còn chẳng chịu lắng nghe những lời góp ý từ người hâm mộ. Mới đây, một chương trình giải trí của đài TVN tung teaser giới thiệu về tập phát sóng mới. Trong đoạn video, nữ ca sĩ Hoa Sa tiết lộ muốn diễn thoát y ở chương trình, khẳng định đây là những hình ảnh nóng bỏng chưa từng được thể hiện. Cách đây ít ngày, thành viên nhóm nhạc Mamamoo còn thực hiện vũ đạo 19 trong buổi biểu diễn tại trường đại học. Trả lời tờ Ten Asia, cô cho biết bản thân muốn cởi bỏ quần áo để được hòa mình vào âm nhạc. Trước đó vào ngày 12 tháng 5, khi đang thể hiện ca khúc Don't Give Me, nữ ca sĩ đã liếm ngón tay rồi di chuyển nó dọc cơ thể. Những phát ngôn không phù hợp cùng với các động tác phản cảm và tục tíu khiến Hoa Sa bị netizen chỉ trích, ném đã dữ dội. Tuy nhiên, thay vì cầu thị lắng nghe thì nữ ca sĩ như đang bỏ ngoài tai lời góp ý của người hâm mộ, chẳng khác nào xem thường khán giả. Truyền thông Hàn Quốc khuyên cô nên nhìn lại bản thân, họ ho rằng Hoa Sa là nữ ca sĩ hàng đầu có tầm ảnh hưởng nhất định trong K-pop. Với những sự việc này, từ khóa dành cho Hoa Sa chỉ là những câu chuyện liên quan đến tình dục hoặc 19 cộng. Một số ý kiến liên quan đến phát ngôn không phù hợp, động tác phản cảm của Hoa Sa. Tại sao cô ấy lại bỏ ngoài tai những lời góp ý chân thành từ người hâm mộ? Đây không phải là cách để thể hiện cá tính. Tôi thấy nó thật rẻ tiền. Tôi sẽ không bao giờ xem Hoa Sa nếu cứ trình diễn thế này. Thật không thể tin được những lời nói vô tri được phát ra từ miệng của một ngôi sao nổi tiếng. Tôi rất thất vọng về cô ấy. Có lẽ Hoa Sa muốn hâm nóng tên tuổi bằng drama.